em xin kính chào quý vị anh chị cô bác nha. Thì hôm nay em sẽ đưa video lên cho anh chị mình xem. Hôm nay số em ít nha anh chị. Hôm nay em có cái đài á, thì hôm nay là ngày mai là ngày 24/2/2023 thứ sáu. Thì cái đài Gia Lai đài chính Quảng Ngãi với em nha anh chị. Nhưng mà đây thứ bảy thì có đài Quảng Ngãi nha anh chị. Ngày 25/2/2023. Nhằm ngày thứ bảy, nhưng mà tại Quảng Ngãi thì em có đây ra trước nha anh chị. Nhưng mà Quảng Ngãi thứ bảy chủ nhật nó có số nhiều, cho nên là cái đại lý ta đưa số cho mình cho em nha anh chị. Hôm nay thì em cũng nói đại lý xin được 25 tờ nha anh chị, 25 tờ số, nên cái năm sắp thôi thì em cũng đưa lên cho anh chị cho vui, để anh chị mình thích thì anh anh chị hãy điện cho em nha, để em lấy số nha anh chị. Thì hôm nay em có 5 số thì em cũng đưa cho anh chị để mình xem nha anh chị. Đây là số ngân hàng Agribank, số tài khoản 4512205273226 nha anh chị, như thường lệ nha anh chị. Vi Ngọc Tài, Zalo số 0968634712 nha anh chị. Số đầu tiên mà số ngày thứ sáu ngày 24/2 ngày mai nha anh chị. Nếu mà đêm nay em đưa cái video này không lên không được, nếu nó lên chậm thì ngày mai nó lên, còn hoặc là nó đêm nay thì anh chị mình giờ này em lò một khuya, giờ cũng khoảng 10 giờ nha anh chị. 5 3 5 9 5 5 nha anh chị. 5 3 5 9 5 5, nó có hàng 5 là hàng 6 nè, hàng 6 là hàng trăm ngọn nên cho anh chị, hàng 6 và hàng 7, số 7, 2 số 6 và 2 số 5 nha anh chị. 5, 3, 5, 9, 5, 5 nha anh chị. Rồi tiếp tục nha anh chị. 5, 9, 6, 1, 9, 6. 5, 9, 6, 1, 9, 6 nha anh chị. 2 số 5, 2 số 6. 1 số 7 nha anh chị. 2 số 6, 2 số 7 nha anh chị. 5, 9, 6, 1, 9, 6 nha. Đó, số tài khoản và tên của em nha anh chị. Tại em có cái kênh này nhà đất Quảng Ngãi, nhưng mà cái kênh này nó bị lỗi nè, với cái máy nó quay không được rõ, nên em cũng quay luôn là cái kênh này là bán vé số kiếm gỗ online số số miền Trung nên anh chị, nó cũng giống vậy mà có thêm từ online nha anh chị. Có gì anh chị vào xem ủng hộ nha anh chị. Nhiều khi em cái máy nó bị trục trặc thì em quay bên kia nha anh chị. 5 18 5 7 8 nha anh chị. 2 số 5, 2 số 6, 2 số 5, 2 số 6 và 1 số 7 nha anh chị. Rồi tiếp tục nha anh chị. 5 80 8 13, chắc là 2 số 5, 2 số 6 và 1 số 7 nha anh chị. Anh chị mua 5 tờ vậy nên mình trúng là ví dụ như trúng số 5, số 6 thì anh chị được cái này 2 tỷ, 2 tỷ số 5 thì được 4 tỷ, chưa trừ thế. 4 tỷ với 3 tờ cái nữa là 150 triệu nữa nha anh chị. 2 tỷ 150 triệu, chưa trừ thế nha. 5 80 8 13 nha anh chị. 5 6 2 2 3 1. Cũng vậy, 2 số 5, 2 số 6 và 1 số 7 nha anh chị. Anh chị nào mà mua thì cái bọn số điện thoại Zalo tài khoản của em nha anh chị. Rồi em có kênh nhà đất Quảng Ngãi này nha anh chị. Tại vì em có bữa em quay trúng cái giải thử nè anh chị, mà cái máy này bị trục trặc, em không có chỉnh sửa được, nên em không có đưa cái video mà người ta trúng số 11 nha anh chị. Này anh chị vào cái kênh này này, thêm chữ online này nha anh chị. Thì em đưa mấy cái đưa hai video thôi, xíu nữa em làm xong cái video này em sẽ đưa thêm cái video nữa nha anh chị, nên anh chị xem vào xem nha. Mấy bữa em để nhà đất Quảng Ngãi đó nha anh chị. Rồi video đến đây có lẽ là em cũng xin tạm dừng nha. Chúc cho anh chị cô bác có thể mua được những cái tài giải số. Nếu như quý vị chỉ có tài khoản mình không có mua được trên kênh của em, thì anh chị cũng được sau nữa là anh chị xem cái video này, rồi anh chị cũng có một cái
cái gì đó mà mình nhớ để mình mua vé số cho vui nha nha chị. Mình biết đâu mình tài lộc thần tài có cửa sẽ đến với mình. May mắn một ngày mình trúng và đặc biệt thì mình cũng là thành tỷ phú nha anh chị. Rồi. Và video đến đây cũng xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị anh chị của quá rất nhiều nha.